Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Có rất nhiều bạn thắc mắc đó là khi mà mình làm video thì mình sử dụng những cái gear như thế nào và những cái thiết bị mà mình sử dụng để mà quay video này, làm video thì sẽ là như thế nào. Ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ để cho bạn tất tần tật những cái gear, những cái thiết bị mà mình sử dụng để mà mình thực hiện video. Đầu tiên đó là những cái thiết bị để mà ghi hình. Thì mình sử dụng cái body chính đó là chiếc Sony A5100. Đây là cái body chính của mình, còn bây giờ mình đang sử dụng một cái body Sony khác để mà mình quay lại cái video này. Thì đó là cái body Sony Nex 6. Tuy nhiên cái đấy thì mình rất là ít sử dụng, mình chỉ sử dụng chính đó là A5100 này. Lý do vì sao mình lại lựa chọn chiếc cái máy ảnh rất là nhỏ gọn này là thứ nhất, đó là nó có một cái màn hình lật lên. Và bởi vì cái màn hình này có thể lật lên để giúp mình có thể quay vlog, mình có thể nhìn nó rất là dễ dàng. Điều thứ hai đó là cái chất lượng quay phim của sản phẩm này cực kỳ ngon. Nó có thể khử nhiễu ở cái mức ISO 1000, thậm chí là 1600, mà mình cũng không cần phải đắn đo quá nhiều về cái độ gọi là nhiễu hạt hay là cái độ chi tiết mà nó mang lại. Thực sự vẫn rất là ngon, và khi mà mình quay thì mình hiếm khi phải lo lắng đến ISO của cái máy ảnh này. Và có một cái chi tiết ở cái máy ảnh này này là nó có thể quay phim được ở cái mức đó là XAVCS, và tối đa nó đạt tới là 50 megabit một giây, tức là cái chất lượng quay phim của nó rất là tốt. Để cho các bạn dễ hiểu thì như thế này: với những chiếc điện thoại thông thường thì mức bitrate nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10 cho đến 12 megabit. Một vài những cái chuẩn đó là AVC HD thì nó sẽ dao động trong khoảng từ 17 cho tới là 28 megabit. Một số những cái máy ảnh Canon thì chất lượng nó tốt hơn một chút thì nó đạt đến mức đó là 36 megabit của chiếc là 7D Mark II trước đây mà mình từng sử dụng. Thì với chiếc máy ảnh này nó đạt tới đó là 50 megabit, tức là nó cao hơn rất là nhiều, và nó sẽ chỉ thua so với cái mức đó là quay phim ở độ phân giải 4K đạt ở mức 100 megabit mà thôi. Cái này Full HD 60fps và nó đạt ở mức có 50 megabit thì các bạn thậm chí là đôi khi có thể crop vào hình mà chất lượng nó không giảm nó quá nhiều. Tuy độ phân giải vẫn chỉ là mức Full HD mà thôi. Đó là về phần body. Tháo cái ống kính ra, các bạn có thể thấy quá nhỏ gọn như thế này luôn. Mình sử dụng ống kính chính đó là chiếc lens dây 24 f1.8. Lens này là lens khạc dây, và cái lens này thậm chí nó còn đắt hơn nhiều so với chiếc body mà mình đang sử dụng. Thì bởi vì sao mình sử dụng cái lens này? Thứ nhất, cái lens này được gọi là King of Crop. Tức là cái lens này là chiếc lens tốt nhất mà các bạn có thể lựa chọn cho những thiết bị crop dòng của Sony E-mount, ngàm E ấy. Cái lens này có một cái chất lượng quang học phải gọi là tuyệt đỉnh. Chất lượng ống kính tốt, quang sai gần như là không có, hơi có một chút nhẹ viền tím, và cái độ chi tiết cực kỳ ấn tượng. Thậm chí là các bạn có thể mở cái khẩu độ tối đa lên tới là 1.8 mà chi tiết nó vẫn cực kỳ ngon, không hề bị sóp. Thậm chí là trong một vài những cái chi tiết mà mình quay ấy, các bạn có thể thấy là tuy góc rất rộng nhưng mà mình vẫn có thể xóa phông được. Đó là bởi vì cái lens này rất là tốt. Và thậm chí là quay ngoài trời ấy, hôm vừa rồi mình quay Sài Gòn Trà Đá Vỉa Hè với cả nhóc VN Trần bên XT Mobile thì cũng sử dụng cái lens này, màu sắc nó đưa lại rất là tốt. Đấy là một. Cái lens thứ hai mà mình sử dụng đó là Fix 50 f1.8. Đương nhiên cũng là E-mount rồi. Thì cái lens này mình sử dụng trong những cái cảnh đó là mình quay cảnh tráng để mà xóa phông đằng sau. Khẩu độ mở tối đa của cái lens này cũng là 1.8, nhưng bởi vì tiêu cự nó dài hơn lên tới 50mm, thế nên là cái hiệu ứng xóa phông nó mang lại cũng sẽ tốt hơn so với cái lens 24 này. Đương nhiên bởi vì đây chỉ là một cái lens giá rất là rẻ, mình mua hồi đấy mua lại chỉ tầm khoảng 4 triệu, nó chỉ chưa bằng số lẻ của cái lens này, thế nên là chất lượng cũng sẽ chỉ ở mức gọi là tạm chất lượng mà thôi. Nó bị viền tím khá là nhiều khi mà các bạn chụp ở những cái môi trường gọi là bị chênh sáng hoặc là bị ngược sáng, nhưng bù lại thì độ nét của nó cũng rất là tốt. Và cái lens thứ ba, thực ra là lens này cũng là một trong những cái lens hiếm khi mà mình sử dụng, trước đây thì mình có sử dụng, đó là chiếc lens 16 f/2.8. Đây là một cái lens góc rất là rộng, và bởi vì nó có góc rộng thế nên là mình sẽ có thể quay được ở trong rất nhiều những cái môi trường mà gọi là chật hẹp và mình cần phải lấy một không gian rộng. Hiện tại thì bởi vì là mình không có cái nhu cầu đấy nhiều, thế nên là cái lens này sẽ chỉ sử dụng để mà khi nào mình đi chơi, mình selfie. Bởi vì ở cái tiêu cự 16 này thì các bạn có thể thấy lắp vào cái máy rất là nhỏ gọn và mình có thể selfie rất là ngon. Và một cái chiếc lens cuối cùng mà trước đây mình cũng đã từng sử dụng rất nhiều, đó là chiếc 25 f/1.8 của Discover. Thì cái này là một cái lens MF mà mình đang lắp vào body Nex 6 để mình quay lại cái video này. Thì chất lượng thì các bạn cũng có thể thấy rồi, khá là tốt. Nó có một cái độ mở lớn, đó là lên tới 1.8, và mức giá của nó thì cực kỳ rẻ. Nó chỉ khoảng hơn 1 triệu các bạn mua mới mà thôi. Bây giờ nếu các bạn mua cũ cái lens này chắc chỉ tầm khoảng 1 triệu. Nhưng bởi vì nó có cùng cái gọi là tiêu cự với cái lens 24 này, nên bây giờ mình sử dụng lens 24 là chính, lens 25 kia thì mình cũng đã
gần như là không sử dụng nữa rồi. Đôi khi mà mình muốn gọi là nhẹ nhàng mang đi ra ngoài trời các thứ á, thì cái đấy nó rất là nhỏ gọn, nên là mình sẽ sử dụng cái len đấy, chứ mình không sử dụng cái len đó là 24-1.8 này, to nặng vãi nổi. Và đương nhiên khi quay video thì không thể nào thiếu được một cái thiết bị để mà ghi âm, thì mình sử dụng cái máy ghi âm chứ mình không sử dụng cái mic thường như là các bạn thấy, như là mic cài áo này hay là những cái như kiểu là shotgun gì đó. Mình sử dụng một cái máy ghi âm, và cái máy ghi âm này nó có tên nó là Zoom H1, và mình mua cái này trong một cái chuyến mình sang bên Malaysia mình đi chơi, thì vô tình mình mua đến bên đấy, tại mức giá của nó bên đấy tính ra nó sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm khoảng 2 triệu tiền Việt, còn nó rẻ hơn ở Việt Nam khoảng tầm 500-600 nghìn gì đấy, mình không nhớ lắm. Và đặc biệt mình có mua được phiên bản màu xanh này, là một cái màu gọi là limited ở Việt Nam, mình đố các bạn tìm được cái màu này luôn, mình thách luôn nhá. Nói về chất lượng ghi âm thì rất là tốt, và đặc biệt là nó có thể ghi âm được ở cái chuẩn wave, chất lượng lossless ấy, không nén. Thì sau khi mà mình ghi âm bằng cái này, đôi khi trong một vài trường hợp mình cần phải chỉnh lại một chút về tiếng, mình có thể cho to tiếng lên này, giảm tiếng xuống này, hay là tránh đi một vài những hiện tượng bị vỡ tiếng, thì bởi vì cái này có thể tự động điều chỉnh và cái chất lượng file ghi âm rất là tốt, thế nên mình có thể hậu kỳ về sau một cách tốt hơn. Đương nhiên trong một vài trường hợp thì mình sẽ sử dụng thêm một cái mic cài áo như thế này. Và mic này thì mình mua ở ngoài Hà Nội, như bên Binai Shop, với cái đầu mic thì có 150.000 thôi thì bà. Nói chung là cái đầu mic này cũng là một cái đầu mic mà theo mình lâu lắm rồi, mình dùng mình phá mình gọi là kinh khủng rồi, mà nó vẫn rất là tốt. Mình nhớ không nhầm là tầm hơn 1 năm rồi. Đấy, thì các bạn hiểu chất lượng nó như nào rồi đúng không? Và đằng sau mình chính là cái bộ máy tính để mà mình sử dụng edit video. Trước đây thì mình sử dụng một cái cấu hình rất là khiêm tốn, và có thể nói là nghe thấy chán đời và rẻ tiền. i3-4130, 8GB RAM, GTX 650, 2GB DDR5 và sử dụng Full SSD. Bây giờ thì mình mới nâng cấp nó lên rồi, thì các bạn cũng đã biết đó là Xenon E3-1230V3 này, 16GB RAM, R9-270X và Full SSD. Màn hình sẽ là 27 inch, Full HD LED IPS của LG. Và đó tất cả những thiết bị mà mình sử dụng để thực hiện video. Đương nhiên sẽ không thể nào thiếu được một cái chân máy rồi, nhưng mà chân máy này thì nói thật với các bạn mình không muốn sâu đâu, rẻ tiền lắm, mình mua có 550 thôi. Ok, trả lời cho thắc mắc của các bạn đó là mình sử dụng những thiết bị gì để thực hiện video, mong rằng sẽ hữu ích dành đến cho bạn. Nói về mức giá thì mình không rõ là hiện tại những cái sản phẩm này mức giá nó còn là bao nhiêu nữa. Các bạn thích thì có thể tham khảo trên Amazon này, bhphoto.com này, hay là tham khảo tại những website bán đồ chính hãng ở Việt Nam. A5001 này thì mình nhớ không nhầm là phiên bản kèm với kit, nó chỉ có mức giá khoảng tầm 11 triệu. Đây là một cái mức giá mình đánh giá rất là tốt. Nhưng mà cái tầm đấy lại có A6000 mất rồi nhỉ? Thôi, tùy các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!